quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Sáu hoàn cảnh, sáu cá tính khác nhau, nhưng tất cả có một điểm chung, sẵn sàng quậy phá. Tối nay, mình sẽ trốn trường để làm một phi vụ đặc biệt. Một người thầy tận tâm, hết lòng vì học trò. Đối với xã hội thì chị em là người có lỗi, nhưng mà với em thì chị em vẫn là một người tốt. Là một trong số ít phim về đề tài học sinh của hãng TFS được đánh giá tốt nhất, Trường học nội trú là một câu chuyện có thật trong cuộc sống. Bộ phim phản ánh chân thực về cuộc sống tại một trường tư thục nội trú. Bên cạnh đó, bộ phim cũng chính là lời cảnh tỉnh cho phụ huynh học sinh trong cách quản lý con em mình ở lứa tuổi mới lớn. Vì chỉ có đi cai nghiện thì em Lâm mới có cơ hội làm lại cuộc đời. Cái gì làm lại cuộc đời? 30 tập phim Trường học nội trú phát sóng vào 13:05 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.